What? Sao lại là đâu? Hà Anh, thì có ăn không? Nguội mất bây giờ. Dạ, không ạ. Không á? Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình thế này? Hà Anh lại chê đùi gà rán á? Này nữa. Này nữa. Bay đi, bay đi. Hôm qua mình xem trên YouTube thấy người ta thực hiện thử thách viết hoặc nâu, hay quá là hay luôn. Giờ mà mình được thực hiện thử thách đó thì sướng quá nhỉ. Ô, cái gì kia? Ô, các bạn ơi, ở dưới ruộng này có một hộp kho báu này. Úi, mình giàu to rồi. Để xem bên trong có vàng hay là có kim cương nhá. Ô, không phải vàng cũng không phải kim cương. Một mặt cười và một mặt nếu là sao nhở? Chào mừng bạn đã đến với thử thách Yes hoặc No. Wow, vậy là bây giờ mình được tham gia thử thách thật à? Rồi. Ui. Sẽ được bắt đầu sau 3 giây. 3, 2, 1, bùm. Ồ, có cái gì đâu nhở? Này, ai đó vừa nói ơi, đã hướng dẫn tớ cách sử dụng như thế nào đâu? Này, hướng dẫn tớ đi chứ. Ờ, đâu rồi? Cái bạn vừa nói đúng là kỳ lạ thật. Để mình tự thử xem nào. Giờ, mình có được ăn nốt hộp kẹo này không? Là nâu. Ý cái này là không cho mình ăn đấy hả? Vậy thì mình sẽ ăn hết. Còn một viên này, ăn nốt. Đấy, có sao đâu. Ơ, sao kẹo ở đâu mà bay đến cứ dính hết lên mặt mình thế này? Ơ, giờ mặt mình dính đây kẹo thế này xấu quá. À, mình hiểu rồi. Nếu khuôn mặt bằng nâu thì mình phải nâu, còn nếu khuôn mặt bằng yes thì mình phải yes, nếu không thì sẽ phải chịu một hình phạt nào đó. Bạn ơi, tớ đã hiểu thử thách mà bạn đưa ra rồi. Coi như cho tớ thử một lần, bạn bỏ hết kéo trên mặt tớ đi được không? Ok. Ơ, hết sạch kéo rồi, cảm ơn bạn nhá. Tớ hứa sẽ thực hiện thử thách này nghiêm túc. Các bạn ơi, cùng xem mình thực hiện thử thách này như thế nào nhá. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Hai anh, hai anh, nhìn này. Đuôi gà rán nhìn ngon thế. Mẹ vừa mua cho hai chị em mình đây, nóng hổi luôn, em thích không? Dạ. À, đợi em một lát. Con bé này làm cái gì thế nhở? Đuôi gà ngon lắm đấy, nhớ vào giết nhá, giết nhá. Sao lại là đâu? Hai anh, thì có ăn không? Nguội mất bây giờ. Dạ. Không ạ. Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình thế này? Hà Anh lại chê đùi gà rán á? Dạ vâng, tạm thời hôm nay em không thèm đâu. Nghĩa là bây giờ chị sẽ được ăn cả hai miếng. Đúng rồi. Vậy thì chị ăn luôn. Ngon lắm Hà Anh ơi. Sao hôm nay Hà Anh lại dễ tính vậy hả trời? Phải ăn nhanh, không có Hà Anh đổi ý mất. Nhìn đùi gà ngon thế mà lại phải nói không? Nhưng không sao, thử thách mới chỉ bắt đầu thôi mà, nhất định mình sẽ làm được. Thôi, không nhìn chị Khánh Linh ăn nữa. Là ai phải đi học rồi? Hai người không xong rồi. Có chuyện gì với chị? Hôm qua trời mưa, chị quên không gỡ quần áo, cho nên quần áo của em ướt hết rồi. Ôi trời, làm em hết rồi. À mà khoan, chị nói gì cơ? Quần áo của em ướt hết á? Thì giờ em mặc cái gì đi học? Mặc tạm cái áo với cái quần này của bà nội nhá. Khoan, để em hỏi ý kiến cái này đã nha. Yes, yes à? Vậy em mặc đi. Chị ơi, xinh không xinh không? Xinh, mặc xinh luôn. Giống hệt bà nội Hà Anh ạ. Gì? Ý là chị chê em già giống bà nội á? Không, ý chị là khen em xinh giống bà nội mà.
Thế còn được. À không, cặp sách của em đâu? À, hôm qua cặp sách dính mực vẫn chưa khô. Nhưng mà chị đã thiết kế cho em một cái cặp sách siêu đẹp luôn. Đợi chị một lát. Hai, gì này? Không đâu, em mang cái này đến lớp để cả trường cười em à. Làm gì được trả lời nhanh như thế. Chị biết thừa em đang làm thử thách yes hoặc no mà. Xoay đi. No đi, no đi. Yes, thấy chưa? Hai, em sẽ dùng cặp sách này chứ. Vâng à, của em này. Không sao, dâm ba cái thử thách này làm sao mà làm khó được mình. Mình biết là Hải đang thực hiện thử thách nên mình muốn chôn Hải thôi. Chiếc quần áo với cặp sách của Hải nha, cô từ lâu rồi. Một quả này, hai quả này. Chị ơi, chị ơi. Ô, Bim Bim ngoan đấy, cho chị à? Không cho thì gọi chị làm gì? Vừa nãy em mua gói Bim Bim này, em cứ tưởng là nó ngon, ai ngờ ăn hết nửa gói rồi phát hiện ra là nó chẳng ngon đi nào. Giờ em thích ăn gói khác cơ. Đơn giản, thế thì em đi ra mua gói khác mà ăn. Nhưng em hết tiền mất rồi. Hết tiền thì liên quan gì đến chị? Giờ em muốn bán gói Bim Bim này cho chị với giá 5.000. Chị có đồng ý không? Gì? Gói Bim Bim này em mua với giá 6.000. Ăn hết nửa gói rồi mà lại bán cho chị tận 5.000 á. Em bị lừa chị à? Này nhá, cậu em chạy đi mua cho chị rồi bóc gội cho chị, xong rồi lại còn ăn nổi cái gì lừa gói nữa. Giá thế là hợp lý quá rồi. Mua không? Đợi chị một tí. Chị à, anh làm cái trò gì ấy nhỉ? Là yes. Ôi trời, lúc cần yes thì lại no, mà lúc cần no thì lại yes. Là sao? Là sao? Là bây giờ mình phải mua cái Bim Bim này của em chứ còn là sao nữa. Wow, thật á? Vậy của chị này. Mua thế này thì mình thiệt à? Còn có nửa gói mà phải mua với giá 5.000. Sao em cứ nhìn chị chằm chằm ấy thế? Cho em xin 5.000. Này ơi, chị có nhiều tiền đấy. Nhiều thì cay chị. Đây là tiền mẹ chị thưởng lúc chị được 10 điểm đấy. À, thì chúng mình sẽ chị cho mua đồ cũ tiếp nhá. Hả? Cái bút này em với cả tháng rồi, chán lắm rồi. Chị mua lại cho em nhá. Này, sao em không hỏi là cái bút này em biết chán rồi, cho chị có lấy không? Cho chị thì lấy tiền đâu mà em mua bút mới. 10.000 nhé. 10.000 á? Đừng hòng nhá. Quay đi. Được, quay luôn. Chị ơi, nhét kìa, cầm lấy. Trời ạ, bút gần lên mực rồi mà vẫn phải mua. Cầm lấy. Em xin. À, em vẫn còn nữa. Hai nữa. Hai nữa. Bay đi, bay đi. Ê, cầm lấy này chị. Đây. Quỳ. Cái này nữa. Em có cái di chuyển cũ này đều 8 năm rồi. Bao nhiêu? 10.000. Chị hết sạch tiền rồi, không có nữa đâu. Cho thì chị lấy nhá. Hết tiền rồi nhá, thì em giữ lại. Mai mà chị có thì em bán nhá. Ý, nhiều tiền quá. Ui, sao mình lại phải mua hết đống đồ cũ xích của Minh Hoa vậy trời? Các bạn đang hỏi tại sao mình lại phải mua đúng không? Tại vì Minh Hoa toàn hỏi là có mua không thôi. Mà quay cả mấy lần thì đè vào mặt chết. Nếu mà mình không mua thì sẽ phải chịu một hình phạt. Mình khổ quá mà. Kiểu gì Minh Hoa cũng nghĩ mình bị ngớ ngẩn cho mà xem. Kiểu gì Minh Hoa cũng nghĩ mình bị ngớ ngẩn cho mà xem. Hết sạch tiền thưởng mẹ thưởng cho mình rồi. Ngủ một giấc dậy đã thật. Nhưng mà cái bụng hơi đói. Ơ, ai thế nhở? Hello chị, em giao pizza này. Ủa, pizza? Ơ, nhưng mà chị có đặt đâu? Vậy hả? Thế chị sống cùng ai? Chị á, chị sống cùng ba nội chị này, bố mẹ chị này và cả chị gái chị nữa. À, thì chắc mẹ chị đặt cho đây. Này, chị cầm lấy đi. Bà cho em xin tiền 100 nhá. Của em đây. Em xin.
hả? Sao em vẫn chưa đi? Em bảo này, em đi ship người ta hay cho em thêm tiền lắm, vì em đáng yêu mà. Chị có muốn bỏ thêm tiền cho em không? Lại còn thế nữa, làm gì? Yes, là mình phải mất thêm tiền á. Đúng rồi. Thêm bao nhiêu nữa? 200. À quên, 20.000 thôi chị ạ. Này, nắm chuyện thật đây. Thank you. Rồi em đi được chưa? Chưa. Lại đòi bỏ thêm á? Em bảo này, cái pizza này to lắm, một mình chị không ăn hết đâu. Để em ăn cùng với nhá. Lại còn thế nữa. Em bán pizza, ăn suốt rồi còn gì? Chị nhầm, em chỉ đi ship thôi, làm gì đã được ăn bao giờ. Thế em hỏi kiểu khác đi, để chị không phải trả lời có hoặc không ý. Không, em cứ thích hỏi thế đây. Rồi em ăn pizza cùng với nhá. Lại đợi tí. Ăn thảm thế. Này, thì em vẫn chưa no à? Chưa no chị ạ. Em phải ăn bổ cho mình ngay tối nữa. Hả? Chị còn chưa được miếng nào nữa đấy. Kệ chị. Này, thì em không phải đi ship nữa à? Ăn xong thì chị cũng chưa muộn mà. Trời ơi, thế thì mang về nhà mà ăn đi. Thật đó, thế thì em xin. Ôi trời ơi, yes nhỉ đâu. Không được nói thêm ý của mình, bực quá. Mình không muốn cho game thử thách nữa. Ok. Cái mặt béo với cái mặt cười đâu rồi? Cái bảng hai mặt đó biến mất rồi, nghĩa là sao? Có khi nào từ giờ mình có thể nói yes hoặc no theo ý của mình không? Ra. Chị mới mua được hai cái kẹo đẹp chưa này, em có muốn ăn không? Em có. Này, cho em một chiếc này, em xin chị ạ. Ui giời, ngon quá. Ui. Bóc ra. Ngon chưa? Vậy là từ giờ không phải làm thử thách nữa, được tự nói theo ý của mình.